Hello, xin chào bạn. Xin mời các bạn trở lại với video tiếp theo của Thành Vũ ạ. Vâng, Thành hôm nay đang có mặt tại thôn Tân Thành, xã Ea Dâu, huyện Cờ Đông Bách, tỉnh Đắk Lắk các bạn ạ. Vâng, hôm nay Thành đang ở một nhà người quen. Hiện tại là người nhà của Thành có một cái bộ bàn ghế đang muốn sang nhượng lại các bạn nhé. Bộ bàn ghế này là nguyên thủy bằng gốc cây gỗ hương các bạn ạ. Vâng, cây gỗ hương đây phía sau Thành đây ạ. Vâng, là 8 món các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu mua lại cái bộ bàn ghế này thì cứ liên hệ qua kênh YouTube của Thành nhé, thì sẽ được giới thiệu và giải đáp chi tiết các bạn nhé. Vâng, xin mời các bạn theo dõi Thành sẽ quay chi tiết từng món một cho các bạn ạ. Vâng, đây các bạn nhé, đây là cây ghế bằng các bạn ạ, bằng gốc cây luôn các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn, bằng gỗ hương ạ. Bạn nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp trên kênh YouTube của Thành Vũ ạ các bạn ạ. Vâng, đây là bộ bàn này các bạn nhé, bộ bàn cũng bằng gốc cây luôn ạ, đây nguyên thủy luôn ạ, được chạm trổ rất là tuyệt vời luôn ạ. Vâng ạ, chiếc ghế được chạm trổ rất là công phu, rất là độc đáo các bạn ạ. Nguyên liệu bằng gỗ hương. Hoàn toàn bằng gốc các bạn nhé. Được làm hoàn toàn bằng gốc cây gỗ hương luôn các bạn ạ. Vâng, đây cũng là một cái ghế là các bạn, cũng một cái hình rất độc đáo luôn. Thành sẽ quay trực tiếp cho các bạn ạ. Cho là đây cũng là một cái nguyên liệu bằng gỗ hương luôn các bạn nhé. Vâng, rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Vâng, bộ ghế này là 8 món các bạn ạ. Vâng, Thành quay một cái bàn và 7 ghế luôn cho các bạn biết. Vâng, ngồi vào cái ghế rất êm ái luôn các bạn nhé. Vâng, các bạn có nhu cầu là xin liên hệ trực tiếp qua kênh YouTube của Thành Vũ các bạn ạ. Mọi vấn đề Thành sẽ giải đáp và sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn là những về giá cả luôn các bạn nhé. Vâng, Thành Vũ xin kết thúc video tại đây ạ. Xin chúc mọi người thật nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Thành. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn.